Tụi anh xin kính chào quý khán thính giả của đài BC trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Trong chương trình Talk Show ngày hôm nay, tụi anh xin hân hạnh được chào đón sự trở lại của bác sĩ Kimberly Hồ. Tụi anh xin hân hạnh chào bác sĩ. Chào Thùy Anh và Kimberly, xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả của đài IBC. Dạ vâng, thưa cảm ơn bác sĩ đã đến đây ngày hôm nay. Biết là rất là bận rộn trong gần đây thì biết bác sĩ là ngay là hình như chiều nào cũng việc cũng già đi bộ rồi rất là hay. Thì hình như là trong tuần vừa qua bác sĩ có một cái article nào mà muốn chia sẻ đúng không thưa bác sĩ? Dạ thưa quý vị, dạ đúng vậy. Tụi anh nếu mà tụi anh có xem hay đọc báo các báo của chúng ta đó, thì quý vị thấy Kimberly có đích thân viết một bài mà Kimberly nghĩ rằng lý do đích thân và không phải là nhà văn hay là thơ gì hết, nhưng mà muốn viết để tỏ tình với quý vị là về cái tình trạng của cái giống như là cái kinh tế của Westminster của chúng ta, thành phố Westminster nó riêng. Thì khi mà quý vị hỏi Kimberly tại sao mà Kimberly ra để làm cái gì, tại sao mình đang ấm thân, mình đang vui vẻ, phải không, mình đang sướng mà tại sao ra, thật sự ra thì bây giờ thấy cũng cực, nhưng mà nó cũng cái gì nó cũng phải có cái giá của nó, mình cũng phải làm hết mình. Chứ nếu mình ra mà mình nghĩ rằng mình không làm gì hết rồi tự nhiên mình có vote thì cái đó cũng không đúng. Thưa quý vị, thì như tụi anh cứ nói là Kimberly đi bộ cũng là 5.000 nhà rồi, nó cũng phải có cái lý do tại sao, đúng không? Thì một trong những lý do là trong cái bài viết của Kimberly đó có nói là tại sao giá nhà tại Westminster có thể bị xuống giá. Thì có nhiều người họ không biết tại sao, thì mình cần phải chia sẻ, mình chia sẻ hết mình. Quý vị nên nhớ là thành phố Westminster đang bị thâm thủng với cái số lượng là khoảng là 14 triệu đô la. Thì bây giờ 2 tuần trước ngày bầu cử thì ai cũng biết đến cái con số đó rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể làm cái gì, rồi tại sao mà cái giá nhà của chúng ta có thể xuống? Thì khi nào mà nói đến cái sự thâm thủng như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Mà khi ảnh hưởng đến nền kinh tế thì quý vị nghĩ đi, mình đến đây chính bản thân của mình mà mình có nói trong bài của mình viết đó là giá nhà của Westminster, không biết tụi anh có tin không, nó hồi xưa khoảng 1970 nó tụi anh 50.000 một căn nhà. 50.000 biết vậy mình mua cả một block luôn. Phải không? Dạ, biết bài phóng quý vị, mình mua cả một block luôn. Nhưng mà mình không biết, thì mình cũng nghĩ là ok bây giờ thôi thì mình cũng đi dành dụm, nhưng mà ai nấy cũng dành dụm để mua một căn nhà. Thành ra bây giờ lên đến bây giờ mới đây là cách đây khoảng dưới một tháng là đã tuyên bố ngay ở City Hall đó, mình có một cái event ở City Hall, họ tuyên bố là Chamber of Commerce, tất nhiên là Westminster Chamber of Commerce, tiếng Việt là gì hả? Chamber of Commerce của Westminster đó, họ có tuyên bố là thưa quý vị là mà họ mới biết là bán được căn nhà 1 triệu đô la đầu tiên bán được một căn nhà 1 triệu đô la tại Westminster. Thì quý vị thấy không? Cái giá nhà từ 50.000 mà lên đến 1 triệu. Có, tụi anh biết rất là nhiều căn nhà 1 triệu mà ở Westminster. Cái đó là cái thời đó nó mới nói là bây giờ mới có căn đầu tiên bán, mà cái này cách đây 3 tuần, nên không biết nó bán lúc nào, nhưng mà cách đây 3 tuần thì nó đã tuyên bố như vậy. Thằng Kimberly nghe rất là mừng. Thì một lần nữa thì nếu mà quý vị muốn biết chi tiết về cái article mà Dr. Kimberly Hồ đã chia sẻ tâm tình thì quý vị có thể vô những cái website của những tờ báo local ở miền Nam California vào ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 10. Theo tụi anh biết là cái những bài viết đó sẽ quý vị sẽ đọc và hiểu hết những cái tâm tư mà Dr. Kimberly muốn chia sẻ và muốn phân tích ra làm sao. Đó là lý do tại sao mà Dr. Kimberly phải dấn thân vô để fix lại cái city của Westminster, làm sao để bảo vệ được những cái mà những cái công ăn việc làm của mọi người và stable, để không có phải cần phải quý vị phải cần đóng thuế cao hơn để fix lại cái CD thâm thủng 14 triệu trong trong những năm tháng vừa qua, để cho đúng chúng không ta ạ? Có một cái nền kinh tế vững vàng hơn, để cho chúng ta có thể nói là nền kinh tế phồn thịnh hơn. Dạ vâng. Thì
mọi người mới thấy giá nhà của chúng ta càng ngày càng tăng lên. Yeah. Tại vì cái số tiền mà chúng ta đầu tư là số tiền mà của cha, của mẹ, của ông ngoại, yeah, ông nội của mình đã đến đây với bàn tay trắng. Dạ vâng. Mình cần phải bảo vệ cái số tiền đó. Dạ vâng. Thì theo như là trong những cái chương trình trước á, bác sĩ Kimberly đã từng chia sẻ rằng là đã có 15.000 người ghi danh đi bầu cho cái khu vực local của mình ở đây, thành phố, yeah, Westminster. Thì năm nay nó có khả quan nhiều hơn hay không? Và cái số lượng đi bầu hình như năm trước, những lần trước là 8.000, thì năm nay theo như là bác sĩ Kimberly có làm thống kê có khả quan nhiều người hơn hay không? Dạ thưa Kimberly, nghĩ rằng năm nay vì năm bầu cử tổng thống, yeah, Kimberly được biết, tại vì lần đầu tiên mình ra dấn thân và mình không có dám nói như là mình có kinh nghiệm, nhưng mà qua những lời nói của những người đi trước mình đó, yeah, thì họ nói là không năm nào mà họ đã cá với nhau nhiều lần và đã bị thua cuộc là không có thể nào hơn 8.000 người ra đi, wow, bầu hết. Người Việt Nam á, register 15.000 người nhưng, yeah, mà chỉ có 8.000, mà khi nào cũng không ngóc lên đến 9.000. Tại sao ta? Dạ thì Kimberly không hiểu, nhưng mà hay đây Kimberly hay sao? Nghĩ rằng chúng ta sẽ lên hơn 9.000, nhưng mà không biết là cái con số đó sẽ đoạt được hay không. Thành, yeah, ra, nhưng mà Kimberly có một người bạn, họ đã đoán, họ mới nói tôi đoán là 9.350. Mình nói trời sao mà không, mà nếu mà nếu như thầy mới nói vậy ra mà biết được không, thì nếu mà được thì tụi anh cũng mới vừa nghĩ thôi, nếu mà năm nay thì mình, nếu mình nên vận động là mình nên đi ghi danh thì là đã ghi danh trễ, cái trễ đi ghi danh rồi, nhưng mà nếu mà vận động phải nên có phiếu trong tay thì mình phải nên đi bầu hoặc lấy tới nơi thùng phiếu để mình bỏ thì bây phiếu giờ bầu. Năm nay thì Tuệ Anh đoán bao nhiêu đi, bây giờ mình có một cái cuộc đoán thực sự là tụi anh dành cái câu đoán. Bây giờ mình đoán quý khán giả của đài BC đi, và nếu mà quý vị nào mà gọi vô văn phòng của bây giờ bác sĩ Kimberly cứ đoán mà, dạ, chúng thì rồi, bác sĩ mới cho phần cho quà cái đó vậy, cũng vui á. Tại vì tụi anh lúc nào cũng đòi quà cho khán giả của đài BC hết, dạ, trong chương trình nào cũng, dạ, vậy rồi, nếu mà có được, okay, quà thì bây giờ đó là không ngoại lệ. Nếu, dạ, mà quý vị theo như cái thống kê, dạ, hàng năm, hai năm một lần đó, thì là khoảng có 15.000 người tại thành phố Westminster đi ghi danh đi bầu, nhưng mà những năm đó không bao giờ quá 8.000 người đi bầu. Thì nếu mà quý vị khán giả đài BC, nếu mà có nghe chương trình này của tụi anh và bác sĩ Kimberly Hồ, mà gọi vô cái số phone của văn phòng bác sĩ Kimberly để cho tôi ở thành phố này, tên này, tôi đoán cái năm nay có tổng cộng là bao nhiêu, 9.000 mấy trăm hay là 10.000 mấy trăm gì đó, thì nếu mà con số thưa bác sĩ sắp xỉ, mình bây cho sắp mình xỉ đi, đừng có giá trên dưới 100 đi, dạ, đó, ví dụ như 10 người trúng thì mình cho hết 10 người phải đó, không như thì, vậy cho nó vui thì Kimberly bây giờ trước hết ha, quý vị ghi xuống cái số phone này nha, tại bây giờ dạ, vâng, cảm ơn, dạ, Tuệ Anh. Chắc chắn quý vị khán thính giả đang ở nhà đấy, cảm ơn tụi anh rất là nhiều, tại vì khi nào tụi anh cũng vòi là nhiều nhất, mà nói là cho vui nhất cho, dạ, quý vị khán thính giả, dạ, của đài IBC. Thưa quý vị, số phone là 7148983055. Thì bây giờ như theo lời yêu cầu của tụi anh á, thì quý vị có thể gọi vào cho chúng tôi biết là quý vị đoán là bao nhiêu người sẽ ra đi bầu, mà đang nói đây là người Việt Nam nha, dạ, mà chúng ta ráng hết sức để lên cao hơn 8.000 dùng Kimberly một cái đi, dạ. Thì bây giờ người bạn của Kimberly đã đoán là 9.350 để coi cô ta đoán có đúng hay không. Nếu mà, yeah, trên dưới khoảng 100 thì mình vẫn cho thắng. Dạ vâng, thắng cái gì ha? Dạ vâng, thì tùy bác sĩ. Thực sự là theo như tụi anh biết rằng là tất cả những sản phẩm của bác sĩ đã từng làm ra cho người ta, là đẹp cho mọi người đó, thì nó đã sẵn sàng trong cái store của mình rồi. Thì nếu mình được những phần quà đó thì tụi anh cũng chỉ là yêu cầu những phần quà đó cho khách hàng của, dạ, cho khán giả của, dạ, của đài BC. Cảm ơn tụi anh. Thì bây giờ mình nói là tại những như gì mà của công ty Apogee là sẵn sàng để gọi là, thứ nhất là để cho quý vị dùng, để quý vị thưởng thức, thử để coi quý vị thấy là những cái sản phẩm của công ty Apogee nó tốt như thế nào. Thì đây cũng là cái cơ hội quý vị mà nói này cho đàn ông, đàn bà luôn, yeah, nha, không có phải là Apogee, yeah, là cho đàn bà không thôi. Thành, yeah, ra các anh feel free gọi vào, yeah, 8983055, yeah. Thì theo lời yêu cầu đó. Dạ. Bây giờ để lấy sản phẩm, tụi anh đoán số nào đi, bao nhiêu người sẽ đi bầu đi. Tụi anh sẽ là người đầu tiên đoán. Bây giờ tụi anh đoán đi. Tụi anh nghĩ có lên đến 9 không? Tại vì năm nay là tụi anh cũng đã ra sức
trong mỗi show, mỗi chương trình tụi anh đều yêu cầu mọi người nên ghi danh đi bầu. Và cá nhân tụi anh rằng là đây là không phải rằng là cho cá nhân một người nào hết, và đây là tiếng nói chung của cộng đồng và sức mạnh của cộng đồng. Cho nên lúc nào tụi anh cũng kêu gọi và kêu gọi tha thiết nên bỏ phiếu, nên bỏ phiếu đi bầu. Bầu cho ai cũng được, tùy quý vị tin tưởng ai cũng được, nhưng mà phải nên bầu. Cho nên rằng là với cái mà sự mà tha thiết kêu gọi thì lúc nào tụi anh cũng yêu cầu là maximum là nếu mà lên được con số 14.000 người, trời ơi. mình, cái đó là mình, cái đó là cái sự tha thiết trong hàng show của mình. Thì mình mong muốn rằng là quý khán thính giả đã gửi tụi anh đã gửi message tới rồi, thì mong tụi anh mong thiết tha là đây không phải là riêng cho tụi anh mà cũng chả bầu gì cho tụi anh hết, mà đây là tiếng nói và sức mạnh của cộng đồng của mình. Yeah. Dạ vâng, thì tụi anh mong rằng là hit được lên tới 14.000 người. Trời. thì nếu vậy maximum rồi mà chưa bao giờ mình lên được đến 9.000 nữa. Dạ vâng, dạ vâng, cái này là tại vì năm này là một cái năm bước ngoặt rất là quan trọng đối với tụi anh. Cảm nhận được rằng là vì những cái hai cái vị tổng thống, cho nên rằng là người Việt Nam của mình đang và đã lưu tâm rất là nhiều trong cái đợt bầu cử năm nay. Ra thì bầu luôn phải không? Dạ vâng, cho nên lý do là tụi anh expect rằng là tất cả những người, dạ vâng, 14.000 người. Wow. Nhưng mà thí dụ có thể là từ 13.900 mấy lên rồi tụi anh cũng thắng, okay, đúng không? Được. Dạ. Thì bây giờ quý vị nhớ nha, quý vị có thể gọi vào đoán cho vui. Thì bây giờ quý vị có thể được tặng một bất cứ một cái sản phẩm gì quý vị thích của cái dòng Apogee. Thưa quý vị, quý vị có thể gọi vào 7148983055 cho chúng tôi biết quý vị đoán con số bao nhiêu, mà mong rằng quý vị đoán trên 9.000 đi, tại 8.000 thấy buồn quá. Năm nào cũng có 8.000 hoài Kimberly được biết như vậy. Kỳ này phải hơn 8.000, chúng ta phải hit được cái con 9 là Kimberly rất là mừng. Còn nếu mà được cái 14 như tụi anh nói, hay là 13 mấy, đó là cái sự thành công, đó là sự thành công của cộng đồng người Việt của mình, và tất cả cho những cử tri của người Mỹ gốc Việt. Một lần nữa xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình lần tới. Kimberly xin kính chào quý vị. Chào tụi anh.